xuất hàng nhá. Vâng, hàng đi ngày 31 tháng 7 đây. Vâng, kho máy trộn cám, thiết bị chăn nuôi nhá, máy trộn thuốc này, bên em đang xuất hàng đi mọi miền tổ quốc nhé. Hàng phục vụ bà con chăn nuôi lợn, gà, vịt, tôm, cua, cá nhé. Vâng, bao giá bao chất luôn ạ. Quý anh chị ai có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi nhé, máy trộn cám, máy trộn thuốc này, gọi trực tiếp cho kho bên em, có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội nhé. Vâng, 20 con máy trộn đi mọi miền tổ quốc nhé. Bà con cô bác ai có nhu cầu thì gọi cho em 0973 143 996 để được tư vấn nhé. Vâng, mua hàng tổng kho không lo về giá, mua lẻ giá rẻ như mua buôn nhé. Vâng.